Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tình Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tình Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại khu công nghiệp Liu Xi, quận Mới Quảng Ninh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm nay. Hiện nguyên nhân vụ việc được nhận định sơ bộ là do hoạt động trái phép tại bãi chứa chất thải tạm thời. Theo tin mới nhất, 43 người đã được cứu và nhập viện, còn ít nhất 61 người bị mất liên lạc. Đoạn video về vụ tai nạn cũng được tiết lộ và hình ảnh rất sốc. Theo báo cáo toàn diện của truyền thông Trung Quốc, khoảng 1.000 người đã được sơ tán khỏi vụ tai nạn và gần 1.500 người đã được điều động cho công tác tìm kiếm cứu hộ. Theo Tân Hoa Xã cho biết, tính đến 16 giờ 30 phút đã có 17 người đã được cứu và 61 người vẫn mất liên lạc. Kinh Bảo đưa tin rằng 43 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân và Bệnh viện Trung tâm quận Mới Quảng Ninh và 13 người trong số họ bị thương nặng. Hiện tại, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang trong quá trình giải cứu. Đích thân các quan chức cấp cao của chính quyền thành phố Thâm Quyến chỉ huy và nhà lãnh đạo nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đưa ra các chỉ thị liên quan. Tin tức tiêu đề trên Weibo chỉ ra rằng, người phụ trách bộ phận giám sát an toàn của quận Mới Quảng Ninh của thành phố Thâm Quyến cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do hoạt động bất hợp pháp của bãi chứa bùn và xỉ tồn dư trong khu công nghiệp. Tin tức kinh tế hàng ngày đưa tin, một người đàn ông Zhao làm việc tại khu vực địa phương cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn ban đầu là một mỏ đá, nhưng sau khi bị bỏ hoang một cái hố lớn được hình thành, được coi là bãi chứa rác thải. Ông chỉ ra rằng, đất đã lấp quá đầy tại đây tạo thành một ngọn núi nhỏ. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc, cũng có nhiều người quay video, có người ghi lại khoảnh khắc tòa nhà đổ sập, hình ảnh khá sốc. Khi vụ sạt lở xảy ra, có tin cây xăng bị nổ, một số người dân đã chụp ảnh nghi là nổ. Tuy nhiên, các tin tức liên quan vẫn chưa được chính thức xác nhận thêm. Vào trưa ngày hôm qua, một vụ tai nạn lở đất nghiêm trọng xảy ra tại quận Mới Quảng Ninh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khu công nghiệp gần như bị đất đá vùi lấp. Tính đến 9 giờ sáng nay, con số thương vong và số người mất tích tăng mạnh lên 91 người, trong đó có 59 nam, 32 nữ. Theo các chuyên gia khẩn cấp thảm họa địa chất địa phương đã đến hiện trường để điều tra, họ chỉ ra rằng đó không phải là vụ trượt núi ban đầu mà là đống đất nhân tạo gây ra thảm họa. Một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng cũng đã xảy ra ở Thâm Quyến, Quảng Đông vào ngày hôm qua. Khu công nghiệp rộng 100.000 m2 đã bị chôn vùi và nhiều tòa nhà đổ sập. Hiện trường dường như đã hứng chịu một trận động đất lớn. Theo tin chính thức mới nhất từ chính quyền sở tại, số người mất tích đã tăng lên 112 người và có 2.000 người được sơ tán kịp thời. Một số lực lượng cứu hộ đang tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Đối với một vụ tai nạn sạt lở đất nghiêm trọng và đột ngột như vậy, ban đầu người ta cho rằng nguyên nhân là do sạt lở đất. Nhưng theo Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, ban đầu người ta phát hiện ra rằng phần bị sập là một đống đất nhân tạo và ngọn núi ban đầu không trượt. Vụ tai nạn chỉ ra thảm họa nhân tạo. Được biết, khu vực động đất nhân tạo bị sập thuộc khu vực chứa bùn, xỉ, chủ yếu là đống xỉ và phế thải xây dựng. Do lượng tích tụ nhiều và độ dốc lớn nên dẫn đến sự mất ổn định và sụp đổ và cũng gây ra sự sụp đổ của nhiều tòa nhà. Một số người dân địa phương cho biết đất đá khiến khu công nghiệp bị sạt lở không phải là núi tự nhiên mà là đất đá được đào lên trong 2 năm qua tích tụ trên núi cao 100m. Bùn đất lao ra khỏi núi và tràn vào khu công nghiệp gần đó. Bành Vĩ Bình, cựu giám đốc Viện Khảo sát Kỹ thuật và Địa chất và Địa vật lý tỉnh Quảng Đông, chỉ ra rằng trên thông tin có sẵn, cạn bã và rác thải chất đống tạo thành một khối không ổn định. Đây phải là một phần của cơ thể địa chất không ổn định. Nhìn từ trên không, nó trông giống như một vụ vỡ đập, nơi mọi thứ được trộn lẫn với bùn, cát và đất. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc vẫn mô tả vụ việc này là một tai nạn tự nhiên, long trời lở đất, không ai chịu trách nhiệm hay bị trừng phạt về vụ việc này. Vụ lở đất khiến công viên rộng 10 ha gần như bị chôn vùi, nhiều nhà máy và tòa nhà đổ sập. Mưa lớn cũng đã đổ xuống huyện Jurian, tỉnh Chiết Giang vào ngày hôm kia. Một cây cầu địa phương bất ngờ bị sập, một người đi xe máy tình cờ vượt qua chỗ gãy và rơi thẳng xuống gầm cầu. Rất may tính mạng của anh ta không gặp nguy hiểm. Theo Wenju.com, một nhân viên cho biết diện tích cầu bị sập khoảng 30m2 có thể do ảnh hưởng của nước lớn trong cơn bão số 3 khiến nền móng bị bong ra. Người đi xe máy rơi xuống gầm cầu bị cát sỏi vùi lấp, được giải cứu và đưa đi bệnh viện. Ban đầu, bệnh viện chẩn đoán là gãy đứt sống thắt lưng, không nguy hiểm đến tính mạng.
Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 50 phút tối ngày thứ Hai tại thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một vụ lở đất đã xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút chiều ngày thứ Hai. Một ngôi làng nhỏ đã bị đất đá chôn vùi sau trận lở đất và vụ lở đất kéo dài đến tận bờ sông bên đường cao tốc. Các nhân viên có liên quan đã tìm kiếm và cứu được 5 người, nhưng 4 người trong số họ đã không may tử vong. Một người được đưa đến bệnh viện và may mắn là tính mạng của anh ta không bị nguy hiểm. Ngoài ra còn có 33 người dân làng đang mất tích. Công việc tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, để tránh bị thương thứ cấp, nhân viên tìm kiếm và cứu hộ chỉ có thể đào bằng tay không. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Ly Đông, thị trấn Jiaxi, quận Liên Đô, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào khoảng 10 giờ 50 phút tối ngày thứ Hai, khiến 27 ngôi nhà bị chôn vùi và 21 ngôi nhà bị ngập lụt. Hơn 300 người đã được đưa đi khỏi hiện trường và 58 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cũng đã được tái định cư. Để tránh bị thương thứ cấp tại hiện trường, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã chuyển gỗ và xúc đất đá bằng tay không dưới mưa. Sau cuộc tìm kiếm và cứu hộ suốt đêm, 5 người đã được cứu sống nhưng 4 người trong số đó không may tử vong, trong đó có một bé trai 2 tuổi, chỉ còn một người đàn ông 63 tuổi sống sót. 33 dân làng và công nhân nhập cư khác đang mất tích, những người liên quan vẫn đang được tìm kiếm, trong khi nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Do sợ bị thương cấp độ 2, hầu hết họ chỉ có thể đào bằng tay không. Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm và cứu nạn suốt đêm. Vụ sạt lở kéo dài đến tận bên đường quốc lộ, cảnh tượng thật ly kỳ. Thưa quý vị, từ đầu tháng đến nay, nhiều tỉnh phía Nam Trung Quốc mưa lớn liên tục, lũ lụt xảy ra nhiều nơi. Theo thống kê, đã có 91 người chết, 24 người mất tích, 5,612 triệu người thiệt mạng do ảnh hưởng của lũ lụt và 356.000 người đã được sơ tán khỏi quê hương và định cư ở nơi khác. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc chỉ ra rằng trận lũ này đã ảnh hưởng đến 49 thành phố và 77 quận thuộc 8 tỉnh gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu. Tổng cộng hơn 9.300 ngôi nhà bị sập, 56.000 ngôi nhà bị hư hại và mùa màng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13,35 tỷ nhân dân tệ, tương đương 60,68 tỷ đài tệ. Lực lượng cứu hỏa Trung Quốc tiến vào vùng thiên tai và giải cứu 4.342 người mắc kẹt trong vùng lũ. Tuy nhiên, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo, trong thời gian tới vẫn có mưa lớn tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc có thể tiếp tục gây lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Miền Trung vốn hứng chịu lũ lụt từ đầu tháng này, nay lại phải đối mặt với đợt lũ mới sau đợt lũ sông Dương Tử số 3. Đợt lũ sông Dương Tử số 4 cũng có thể hình thành ở thượng nguồn với Tứ Xuyên. Trận lũ được dự đoán bằng 50 năm mới có một lần đỉnh lũ vào buổi chiều đã phá vỡ kỷ lục. Nhưng hiện đỉnh lũ vẫn chưa tới mà nhiều thị trấn đã bị nhấn chìm, thành phố không có nước và điện. Thưa quý vị, Tứ Xuyên bắt đầu có mưa lớn vào ngày 10 tháng này. Theo thống kê tích lũy đến trưa ngày hôm qua, nhiều tuyến đường trong tỉnh đã bị phong tỏa, trong đó có 5 tuyến đường cao tốc và 5 tuyến đường thu phí nhà ga và 12 quốc lộ tỉnh lộ và khoảng 100.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng, nặng nhất là Mai Sơn, nơi gần như toàn bộ thành phố bị ngập lụt và khoảng 21.000 người bị ảnh hưởng. Nhà cửa và đất canh tác ở các làng và các thị trấn dọc theo sông Mân Giang bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa giảm mạnh cả ngày hôm qua tập trung ở phía Tây Quảng Nguyên, trung tâm Miên Dương, phía Tây Đức Dương và phía Tây Thành Đô. Trong đó, trạm ở thị trấn Tinh Cung, Si Phang, Đức Dương đạt 191,7mm. Mưa bão có thể tiếp tục vào hôm nay và Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Tính đến 2 ngày tới, khoảng 127.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó 6 người chết và 5 người mất tích ở Nhà An, 11 người chết và mất tích do lở đất, hơn 40.000 người phải di rời. Theo báo cáo của truyền thông Tứ Xuyên, kể từ ngày 10, Tứ Xuyên đã bắt đầu một đợt mưa lớn mới. Trong khoảng thời gian này, trạm khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên lần đầu tiên trong lịch sử đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam trong 2 ngày liên tiếp. Mưa lớn đã bao phủ 12% diện tích tỉnh Tứ Xuyên, khiến 41 con sông trên địa bàn vượt mực nước cảnh báo, trong đó có 22 con sông đã vượt mực nước đảm bảo, hay còn gọi là mực nước thiết kế của kè, hoặc mực nước lũ cao nhất đã được phòng vệ trong lịch sử, cao gấp đôi trung bình các mùa lũ các năm trước. Các cơ quan chức năng dự báo đỉnh lũ sẽ xuất hiện vào chiều nay, ước tính mực nước tại trạm Kim Đường ở Thành Đô nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang sẽ vượt mực nước đảm bảo 4,85m. Quận Tử Trung, thành phố Nội Giang ở trung lưu sông Đà Giang cũng sẽ đối mặt với đỉnh lũ lúc 4 giờ chiều, nhưng sông Đà Giang tại địa phương đã tràn bờ bao trước khi đạt đỉnh lũ. Hơn một nửa thị trấn Kyudetown bị ngập lụt, hơn 1.000 người, chiếm một nửa dân số địa phương bị ảnh hưởng.
hiện tại con đường dẫn đến thị trấn Hướng đã trở thành một hòn đảo bị cô lập. Theo dự đoán rằng, mực nước sẽ dâng cao trở lại, 3/4 toàn bộ thị trấn có thể bị xóa sổ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!